Xin chào mọi người nhé. Lúc tôi đi đang quay livestream ở trong phòng tái khám. Đây có một chị khách hàng của chúng tôi thì thực hiện nâng ngực túi nano chip economic size 320. Chị làm là được một năm rồi mọi người ạ. Đấy, một năm rồi và hôm nay chị đến để tái khám này, siêu âm kiểm tra định kỳ ngực xem có vấn đề gì không. Và bác sĩ đánh giá là ngực đang rất là ổn, không có vấn đề gì cả. Thì chúng ta sẽ cùng xem, cùng ngắm, cùng trò chuyện với chị một chút nhé, để xem là sau một năm ngực của chị như thế nào. Đấy. Chị ơi, chị xin chào chị. Chị có thể chia sẻ với cả mọi người một chút về cái tình trạng ngực trước đây của mình, mình gặp vấn đề gì không? Của mình là teo tuyến vú sau sinh. Sinh xong thì không còn cái gì. À, nó teo lép hết đúng không chị? Vâng, đấy. Thì cái lý do nào mà mình lại đến với doctor đi để mình nâng ngực hả chị? Thiếu tự tin. À, kiểu mặc đồ nó cũng khó đúng không chị? Đi đâu mặc đồ nó cũng phải mặc độn rất nhiều. À, thì mình cảm giác tự tin khi ra ngoài. Vâng. Thế không biết là bạn bè giới thiệu hay là chị tự tìm hiểu. À, vâng, tự tìm hiểu để đến với doctor đi. Đó. Thì cái thời gian tìm hiểu là khoảng bao nhiêu lâu chị có nhớ không? Một năm để tìm hiểu và đến với doctor đi. Vâng, cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Bởi vì là dù sao đây cũng là dịch vụ nâng ngực, dịch vụ đại phẫu mà chúng ta lại làm trên cơ thể của chúng ta, nên là chúng ta càng cẩn thận bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cái này thì mọi người lưu ý, không khuyến nghị mọi người là cứ tìm hiểu càng lâu càng tốt như 2-3 năm nhé. Mà là mình cứ tìm hiểu đến khi nào mà mình cảm thấy là có cái độ tin tưởng rồi, mình cảm thấy là phù hợp rồi thì mình thực hiện dịch vụ. Đấy, thì sau khi về nhà thì chị, theo cảm nhận của chị là bao nhiêu lâu thì ngực của mình nó mềm, nó tự nhiên, sờ nó được thoải mái nhất hả chị? Lúc làm xong vài ngày thì cũng đã thấy nó mềm rồi. Thế để mà mình cảm thấy là tự nhiên nhất, không có cảm giác có túi ở bên trong thì là khoảng thời gian bao lâu ạ? Chắc là khi mà tháo áo ra. Tháo áo định hình, mới có một tháng đấy chị ạ. Vâng. Tháo áo ra thì cũng không còn thấy có nặng nề hay là khó chịu gì nữa. À, một tháng thôi là mình đã cảm thấy rất là thoải mái rồi đúng không chị? Vâng. Thế bây giờ là làm ngực của mình được 4 năm rồi, thì chị thấy là về cái độ mềm này, độ tròn này, độ căng, độ của ngực mình như thế nào? Như ngực bình thường. Như ngực bình thường. Ngực thật. Như ngực thật luôn. Vâng. Bây giờ sờ là không có cảm giác túi nữa rồi đúng không chị? Không, không. Vâng. Ngay từ lúc tháo áo là mình sờ mình đã không có cảm giác. À, đấy, rất là tuyệt vời luôn. Có nghĩa là cái ngực của mình là mềm ngay sau khi mình làm rồi và về form dáng rất là nhanh luôn. Thường những cái chị em nào mà da ngực mỏng ấy mà không có tuyến thì thường các chị em sẽ phải chờ tầm 6 tháng để cho ngực nó về form và ngực nó mềm dần. Ngoài 1 năm thì nó mới mềm mại tự nhiên. Nhưng mà của chị đây thì là rất là ổn luôn. Đấy, mọi người có thể xem sau 1 năm này, form dáng ngực này. Nhiều chị em sẽ quan tâm là sau 1 năm thì ngực của mình nó có bé đi không? Theo cảm nhận của chị thì nó có bị nhỏ hơn đi một chút nào không? Hình như hơi một tí. À, một tí xíu. Vâng. Một tí xíu đấy là vì nó ôm vào. Bởi vì là khi mà da của mình nó đàn hồi tốt rồi, nó quen rồi, nó sẽ ôm vào cái chất liệu đấy. Đấy. Khi mà cái chất liệu đấy nó quen thuộc rồi thì mình hiểu là cái làn da của mình nó sẽ ôm trọn vào cái chất liệu đấy. Thì là ngực của mình nó có cảm giác là nó hơi nhỏ đi. Nhưng mà thực ra là nó ôm vào thì nó sẽ tạo form dáng đẹp hơn. Đó, và các chị em cũng không cần phải lo là nó nhỏ đi đâu để mà đặt cái size to lên nhá. Không cần phải đặt chênh 1-2 size để mà ngực nó nhỏ đi nó vừa đâu. Bởi vì là khi mà đo vẽ, khi mà thiết kế, khi mà tư vấn là bác sĩ cũng đã cân nhắc hết những cái vấn đề đấy rồi. Đó, thì không biết là người thân này, bạn bè này khi mà nhìn ngực của chị thì đánh giá thế nào chị? À, thèm lắm. Thèm lắm. Vâng, thế xong rồi có ai đến đây nhìn ngực của chị xong đến doctor đi để làm không chị? À, người ta vẫn chưa đủ dũng cảm đi. À, chứ cũng đã thèm lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm. Một là kinh tế của người ta chưa đủ, hai nữa là cái dũng động cảm lực. Chưa lực. Có động lực gọi là sợ lắm nữa. À, vâng rồi ạ. Hy vọng là trong tương lai thì những người bạn của chị này rồi người thân của chị sẽ kiểu gọi là có động lực hơn, dũng cảm hơn để mình có thể đến doctor đi để mình thực hiện nâng ngực như này nhá chị nhá. Rồi, em cảm ơn chị. Đến giờ phút này chị đã rất hài lòng rồi đúng không chị? Rất là thích rồi, có vòng một rất đẹp rồi. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Và chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh của khách hàng ở dưới phần comment cho mọi người xem được kỹ hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Xin chào chị ạ.